sưởng trường của Tiến Linh. Thấy nhà trời ơi, nó rất là đẹp. Cắt phát ngồi lên cao, tại vì nó có cái cao. Cậu ơi, thằng này khủng không? Thằng này sao ạ? Đó. Chọn vị trí rất chuẩn sao? Thằng này thằng nó cao, cái bề ngoài nó cao, nó có thể là cái ngoài cho phải bé 18 á. Mặc dù phải đối mặt với những trung vệ ngoại binh.